Sau Mariinka, lực lượng nga tiến về Kurakhove. Quân đội nga tiếp tục tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) phía sau Mariinka theo hướng Kurakhove. Từ Kurakhove, AFU được cho là tấn công vào khu vực thủ phủ của cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng. Mariinka, khu vực kiên cố lớn nhất của AFU, đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nga sau các cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu trước năm mới. Ngày 31 tháng 1, lần đầu tiên các nhà báo được phép vào thành phố này. Hiện tại, AFU và lính đánh thuê nước ngoài vẫn đang bắn vào Mariinka. Họ biết lính bắn tỉa Nga đang ở trong và ngày đêm chiến đấu đầy lùi đối phương. Quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn Mariinka trong hơn một tháng. Hiện Mariinka khó có thể được coi là một thành phố vì mọi thứ ở đây đang trong tình trạng đổ nát. Những trận chiến khốc liệt nhất đã diễn ra ở đây từ mùa hè năm 2022. Đó là một cuộc chiến ở đô thị và rất khó khăn có rất nhiều tầng hầm kiên cố và mọi thứ cần được giả soát. Một quân nhân Ukraine của lực lượng vũ trang Nga cho biết, chúng tôi ở đây chiến đấu để con cái chúng tôi không thấy chiến tranh, không ai muốn điều đó, thế giới nên có hòa bình, chứ không phải chiến tranh, sự sợ hãi và hủy diệt. Cách Mariinka vài trăm mét là làng Oleksandrivka, chỉ còn khoảng 1 phần 5 diện tích nơi đây còn nguyên vẹn ít nhiều, mọi người vẫn tiếp tục sống trong đó, bất chấp pháo kích liên tục, theo quân nhân trên. Hướng này bây giờ được gọi là Khudakovsky, Tại đó, quân đội Nga đang phát huy thành công của mình và kiểm soát ngày càng nhiều khu vực mới. Trong khi đó, chiến binh AFU đang rút lui. Cách đó hai ngôi làng về phía Tây là Kurakove, một trong số các ngôi làng ở đó là Kriyevka, nơi quân đội Nga kiểm soát 60%. Kurakove là một trung tâm hậu cần lớn. Cho tới nay, nó nằm dưới sự kiểm soát của AFU và từ đây, lực lượng này thường xuyên pháo kích vào Donetsk. Nạn nhân trong cuộc tấn công cách đây 10 ngày của AFU được cho là 28 thường dân với 20 người bị thương, Việc kiểm soát Kurakhov hiện là nhiệm vụ ưu tiên của quân đội Nga theo hướng này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội đã kiểm soát nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn trên hướng Donetsk. Tổn thất của phía Ukraine theo hướng này lên tới 310 người. Lính Nga biến xe tăng T-55 thành bệ pháo di động Hải quân đánh bộ Nga trên bờ sông Dnep dùng xe tăng T-55 như pháo tầm gần tấn công cứ điểm Ukraine bên kia sông, ngăn đối phương đổ bộ. Xe tăng thuộc lữ đoàn hải quân đánh bộ cận vệ độc lập số 810 của hạm đội Biển Đen phá hủy các công sự ngụy trang của Ukraine ở bờ tây sông Dnieper, Kênh Shveda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 31 tháng 1 đưa tin. Video công bố cùng ngày cho thấy một số xe tăng T-55 có thể là mẫu T-55M1 của Hải quân đánh bộ Nga trên bờ sông Dnieper, nã pháo vào vị trí của đối phương bên kia sông. Kiếp lái còn bắn trúng một chiếc xuồng đang di chuyển trên sông Dnieper để tránh nguy cơ phương tiện bị đối phương tấn công, kiếp lái sử dụng xe tăng như bệ pháo, khai hỏa từ vị trí kín đáo theo góc cao. Zoveda cho biết, các quân nhân sử dụng máy bay không người lái UAV xác định vị trí đối phương, giúp kiếp lái hiệu quả trình bắn. Theo Zoveda, các kiếp tăng T-55 của Hải quân đánh bộ Nga tập kích cứ điểm của Ukraine bên kia sông suốt ngày đêm, ngăn đối phương luân chuyển quân giữa hai bờ. Nhờ nỗ lực thành công của lực lượng chống đổ bộ ở bờ sông Dnieper, các đơn vị của chúng tôi có thể ngăn cản mọi đợt đổ quân và tấn công do Ukraine phát động. Quân nhân Nga điều khiển UAV có hô hiệu Tourist nói, biên tập viên David Acer của Forbes nhận định lữ đoàn số 81 của Nga hiện sử dụng T-55 đời cổ vì đã mất rất nhiều, có thể là mất cả xe tăng T-80 hiện đại hơn trong biên chế. Nga rõ ràng không thể chế tạo đủ xe tăng T-80 để thay thế những chiếc mà lữ đoàn 810 liên tục để mất, AC cho biết. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tháng 9 năm 2022 tuyên bố lưu đoàn số 810 của Nga đã mất tới 15% nhân lực ban đầu và những người còn sống từ chối chiến đấu. Nga có thể tái tổ chức lại lưu đoàn 810 vào cuối năm 2022, đầu năm 2023 và triển khai đơn vị này tới tỉnh Zaporizhia. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine đã gây nhiều tổn thất cho Nga trong cuộc phản công quy mô lớn bất thành. Trung tướng Kirilo Buranov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine GUR tháng 9 năm 2023 tuyên bố lữ đoàn 810 bị đánh bại và bị xóa sổ. Quân đội Nga khi đó điều lực lượng đổ bộ đường không tới thay thế các đơn vị hải quân đánh bộ Zaporizhia để lữ đoàn 810 tái tổ chức lực lượng. Tới mùa thu năm ngoái, lữ đoàn 810 Nga quay lại khai sân khi một số đơn vị thủy quân lục chiến Ukraine đổ bộ và cố thủ tại làng Krinky. Ban đầu thủy quân lục chiến Ukraine với quân số đông hơn đẩy lùi được lữ đoàn 810. Tuy nhiên, sau nhiều tháng cố thủ tại Kringy, binh sĩ Ukraine thừa nhận họ đang đối mặt với tình trạng tồi tệ, chịu thương vong nặng nề, thiếu đạn dược và nhu cầu yêu phẩm trong khi bị lực lượng Nga áp đảo quân số. Nhiều đơn vị Nga đã sử dụng chiến thuật biến các mẫu xe tăng đời cũ thành bệ pháo di động, cung cấp hỏa lực yểm trợ tầm xa cho các đơn vị bộ binh và tham gia những cuộc đột kích chớp nhoáng và điểm yếu trong phòng tuyến của đối phương. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh RUSI nhận định đây là phương án giúp Nga sử dụng hiệu quả số tăng thiết giáp cũ trong kho giúp chúng thể hiện ưu thế trong giao tranh. Nga không dùng xe tăng đời cũ cho các mũi nhọn xung kích bởi T55 và T62 có hệ thống phòng vệ kém hiệu quả, khả năng cơ động và hỏa lực kém hơn các mẫu xe tăng hiện đại, khiến chúng dễ bị đối phương tiêu diệt bằng các loại vũ khí chống tăng thông thường. Theo Russia, với khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 1,5 km, xe tăng T-55 và T-62 vẫn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trên chiến trường, đặc biệt tại những nơi chúng bị đe dọa bởi vũ khí chống tăng dẫn đường. Mỹ cảnh báo Putin sẽ có bất ngờ thú vị trên chiến trường Ukraine năm 2024. Tờ European Pravda trích dẫn phát biểu của bà Nuland trong cuộc gặp với các nhà báo ở Kiev vào ngày 31 tháng 1. Khi được hỏi về các cuộc thảo luận của bà với các quan chức của Ukraine về chiến lược cho năm 2024, Nuland cho biết bà rời Kiev được khuyến khích nhiều hơn về sự thống nhất và quyết tâm của Ukraine về năm 2024 và tầm quan trọng chiến lược tuyệt đối của nó đối với Ukraine. Tôi cũng rời đi với niềm tin lớn rằng, ngay cả khi Ukraine tăng cường phòng thủ, ông Putin sẽ có một số bất ngờ thú vị trên chiến trường và Ukraine sẽ đạt được một số thành công rất mạnh mẽ trong năm nay, bà Nuland cho biết. Nuland cũng tin rằng Quốc hội Mỹ sẽ bổ phiếu viện trợ bổ sung cho Ukraine vì tầm quan trọng của viện trợ đối với an ninh của Ukraine và khu vực. Các quan chức châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2024 đối với Ukraine trong bối cảnh chống lại Nga. Trước đây đã có thông tin cho rằng các tổ chức châu Âu và các quốc gia thành viên EU đã cam kết cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự trị giá ít nhất là 21 tỷ euro. Tướng lục quân Ukraine từ chối đề nghị làm tư lệnh quân đội. Tướng Sisky, chỉ huy lục quân Ukraine được cho là đã từ chối đề nghị thay đại tướng Valery Zaluzhny làm tư lệnh lực lượng vũ trang. Truyền thông Ukraine đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đầu tuần này yêu cầu đại tướng Valery Zaluzhny, chỉ huy cao nhất của quân đội Ukraine từ chức. Nhưng ông không chấp thuận. Reuters ngày 31 tháng 1 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết tư lệnh lục quân Ukraina Oleksandr Shinsky được đề nghị thay thế vị trí của ông Zelensky, song ông Shinsky từ chối. Ông Shinsky trở nên nổi tiếng với vai trò là người chỉ huy lực lượng phòng thủ Kiev trong tháng đầu tiên chiến sự bùng phát, sau đó tổ chức chiến dịch phản công chấp nhoáng thành công ở Kharkov vào mùa thu năm 2022. Trong khi đó, tướng Zelensky, sĩ quan cao nhất của quân Ukraina ngày càng bất đồng với Tổng thống Zelensky liên quan tới chiến dịch phản công bất thành cuối năm ngoái. Washington Post dẫn các nguồn quan chức cấp cao Ukraine cho biết, trong cuộc họp ngày 29 tháng 1, Tổng thống Zelensky nói với Đại tướng Zaluzhny rằng người dân mệt mỏi về chiến sự và nguồn viện trợ quân sự từ quốc tế cũng đã chậm lại. Do đó, có thể một chỉ huy mới sẽ cứu vãn tình hình. Trong cuộc gặp, hai bên bất đồng sâu sắc về việc cần huy động bao nhiêu binh sĩ trong năm nay. Nguồn tin nói, Zaluzhny đề xuất huy động gần 500.000 người con số ông Zelensky coi là không thực tế do thiếu quân phục khí tài thao trường cũng như những thách thức tiềm ẩn liên quan tới hoạt động tuyển quân quy mô lớn. Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẽ không đủ tiền trả lương cho binh sĩ nếu duy trì số lượng lính nghĩa vụ quá lớn. Tướng Zelensky, 50 tuổi, phản bác lập luận của Tổng thống, cho rằng Ukraine hiện thiếu lực lượng nghiêm trọng do tổn thất ngày càng tăng và cũng cần bổ sung quân để ứng phó với việc Nga dự định huy động thêm 400.000 tân binh. Theo nguồn tin, những quan chức cấp cao dưới quyền của ông Zelensky cũng có thể bị cách chức. Zelensky hiện vẫn giữ chức vụ Tư lệnh quân đội khi Tổng thống Zelensky chưa công bố xác lệnh nào liên quan tới việc sa thải ông. Năm ngoái, người đứng đầu đảng của Tổng thống Zelensky trong Quốc hội tuyên bố Oleksiy Reznikov, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng, sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, ông Reznikov vẫn giữ chức vụ trong nhiều tháng trước khi bị cách chức. Theo luật Ukraine, Tư lệnh quân đội là người đứng đầu lực lượng vũ trang giám sát tình hình quân đội cùng trang thiết bị khí tài và nguồn lực liên quan, tư lệnh báo cáo với tổng thống và bộ trưởng quốc phòng về kết quả thực hiện các mục tiêu quân sự chiến lược của đất nước. Phát ngôn viên của tổng thống Zelensky, Sergei Nikiforov và tướng Zelensky chưa phản hồi về thông tin trên Washington Post. Nikiforov hôm 29 tháng 1 phủ nhận việc ông Zelensky bị cách chức. Theo một quan chức cấp cao Ukraine, tướng Zelensky đã được tổng thống đề nghị giữ một chức vụ khác nhưng đã từ chối và có kế hoạch rời quân đội. Ông Zaluzny được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đội Ukraine từ giữa năm 2021 sau nhiều năm giữ chức chỉ huy mặt trận Donbass. Ông nổi tiếng là chỉ huy nghiêm khắc và có cá tính mạnh, đặt mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ từ dân quân ly khai Donbass và luôn đề cao tính độc lập tác chiến của quân đội Ukraine. Ảnh hưởng và vị thế của ông Zaluzny bắt đầu nổi lên từ khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, ông Zaluzny và Tổng thống Zelensky cũng xuất hiện nhiều bất đồng và căng thẳng bùng phát từ tháng 11 năm 2023 sau khi tư lệnh Ukraine nói cuộc chiến tại Ukraine đang lâm vào bế tắc, khiến văn phòng tổng thống chỉ trích gay gắt. Ivan Stupak, cố vấn Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo thuộc Quốc hội Ukraine hồi tháng 12 năm 2023 thừa nhận mâu thuẫn đã tồn tại từ lâu. Ông khi đó cho rằng ông Zelensky đang ngày càng tiến gần tới quyết định sa thải tướng Zelensky và tìm mọi cách để không phải trao đổi trực tiếp với tư lệnh quân đội Ukraine.